Ma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhahang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sẵn sàng Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sankhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyam bi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyam bi Dhammang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyam bi Sankhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyam bi Sankhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyam bi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi Buddhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyam bi Sankhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati bà ta Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vetramani, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana về ramani sikha badang sama dicha mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana we ramani sikha padang sama dicha mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Brahmacharya về ramani sikha badang sama dicha mi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamachapama dathana về ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me shayama chappama dathana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika lafu sana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita wa dita visu kadasana mala gần thư thề bát thà ra na mình đã na vi phụ sanh tha na về ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagita wa dita visu kadasana ma la gan thavi le panatha jana man dana vifu sanatha na we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sayana maha sayana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang atthang gassamanna gatang buddhappanyattang upo satthang imang jarattin imang jadivasang sammadeva afirakittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani upo sasi varasena iman jaratan iman jadivasang sathukang kattava apamadena sammarkitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sĩ la na su ga tan nhan ti, sĩ la na phu ga sam ba da, sĩ la na ni pu tan nhan ti, ta sa ma sĩ la u so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý cởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Tăng bảo đức lành từ dung. Bhagava tu sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha upavena sada sati bhavantu te. Bhagava tu sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma upavena sada sati bhavantu te. Bhagava tu sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha upavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương pháp hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu, sa thu, lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thu kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, con kính tri ân quý chư tăng ạ. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Tham Má trên mạng Internet qua Bantalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, British 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài 130 Kinh Thiên Sứ, Đề Quá Đu Tá, Sút Tá, thông điệp rõ ràng mà như ẩn ngữ. Phân đoạn 618 đến 621 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thaya nhé.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, các tôn giáo. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nhé. Thấy có Thượng tọa Tuệ Siêu đã online. Có lẽ Thượng tọa sẽ vào trong giây lát. Chúng ta chờ một chút nếu Thượng tọa vào kịp đó. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn dắt cho bài học ngày hôm nay. Hy vọng Thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, kính cung thỉnh Thượng tọa. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Phật, Đức Tịnh Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học về kinh Thiên Sứ. Chữ Thiên Sứ ở trong Phật giáo, trong cái kinh điển Pali gọi là Devadutta. Chúng ta nghe, chúng ta rất có thể bị nhầm với chữ thiên sứ ở trong đạo Công giáo. Chữ thiên sứ ở đây đó, hay là sứ giả cõi trời, thì đó là một cái từ ám dụ để chỉ cho cái dấu hiệu gì mà nó báo tin, một cái hiện tượng mà nó báo tin về cái sự việc gì đó gọi là thiên sứ. Thì ở trong bài kinh này là Đức Phật Ngài mô tả những nỗi khổ địa ngục đang chờ đợi kẻ làm ác sau khi chết. Với cái thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ngài thấy chúng sinh chết và tái sinh tùy theo nghiệp lành dữ. Rồi nhân đó Đức Phật Ngài nói đến việc mà Diêm Vương đã hỏi, đã chất vấn một cái tội nhân về năm cái hiện tượng thi sứ. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài kinh này giảng giải qua, được giảng giải qua Thượng tọa Pháp Tân. Bây giờ thì xin mời cô Phúc Lan đọc cho tính kinh, sau đó cung thỉnh Thượng tọa. Giảng sư Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý sít. Bài 130 Kinh Thiên Sứ Devadutta Sutta, thông điệp rõ ràng mà như ẩn ngữ. Devadutta, thiên sứ, có nghĩa là thiên thần mang sứ điệp đến cho loài người. Thông điệp ở đây không phải là ẩn ngữ mặc khải, mà là ngôn ngữ trần trụi nhất của trần gian, nhưng loài người không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Đức Phật, Đức Thế Tôn đã dạy rõ, vì vô minh không nhận ra bản chất tự nhiên của đời sống nên con người tạo bao ác nghiệp để rồi rơi vào khổ cảnh. Sanh tử minh của Phật. 618 sanh tử minh của Phật. Với thiên nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, Đức Thế Tôn thấy rõ tất cả hiện tượng sanh tử của muôn loài. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sawatthi Xá Vệ, Chê Tá Quá Ná, Kỳ Đà Lâm tại tỉnh Xá Ông Á Na Thá Biên Đít Cá cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ví như này các tỷ kheo, có hai nhà có cửa. Ở đây một người có mắt
đứng chính giữa, có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy này các tỷ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy các chúng sanh, các chúng hữu tình chết đi, sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Và ta nghĩ các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh ra giữa loài người. Còn các hữu tình thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ngạ quỷ Pê Tí Quý Xá Giá. Hay các hữu tình này do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến, các hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào các loại bàn sanh. Hay các hữu tình này do thành tựu thân ác hành, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 619 câu chuyện giữa Diêm Vương và chúng sanh trong địa ngục. Chúng sanh không phải không được cảnh báo về hiểm họa của đời sống ác hạnh. Kinh văn: Này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn người ấy đến trước vua Dạ Ma và thưa: Tâu đại vương, người này không có từ tâm, không xứng là sa môn, không xứng là bà la môn, không kính trọng các vị lớn tuổi trong gia đình. Đại vương hãy trừng phạt nó. Này các tỷ kheo, Vua Dạ Ma chất vấn người ấy, cực vấn, thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất. Này người kia, ngươi có thấy thiên sứ thứ nhất đã hiện ra giữa loài người không? Người ấy nói: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vua Dạ Ma nói với người ấy: Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người, người có đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa nằm rơi vào giữa phân và nước tiểu của nó hay không? Người ấy đáp: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vua Dạ Ma nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị sanh chi phối, ta không thoát khỏi sanh, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp: Thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật. Rồi này các tỷ kheo, Vua Dạ Ma nói với người ấy: Này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật ấy của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn, bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cực vấn và thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ nhất, Vua Dạ Ma mới chất vấn, cực vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ hai. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ hai hiện ra không? Người ấy đáp: Thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vua Dạ Ma nói với người kia: Này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa rung, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã qua mất, răng rụng, tóc sói, da nhăn, run rẩy với tay chân bạc màu? Người ấy đáp: Thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vua Dạ Ma nói với người ấy: Này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị già chi phối, ta không thoát khỏi già, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu, ý.
Người ấy đáp, thưa Ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật, thưa Ngài. Rồi này các tỷ kheo Vujama nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi và người kia tùy theo sự phóng dật của ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo sự làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cực vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ hai, vua Yama mới chất vấn, cực vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ ba. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ ba hiện ra không? Người ấy đáp, thưa Ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Yama nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn khổ não, bị bệnh trầm trọng nằm rơi vào trong nước tiểu và phân của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống? Người ấy đáp, thưa Ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với nó, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị bệnh chi phối, ta không thoát khỏi bệnh, ta hãy làm điều thiện về thân khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa Ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật, thưa Ngài. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cực vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ ba, Vujama mới chất vấn, cực vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ tư. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ tư hiện ra không? Người ấy đáp, thưa Ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy giữa loài người các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, vân vân, họ lấy gươm chặt đầu? Người ấy nói, thưa Ngài, có thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ thực sự những ai làm các ác nghiệp họ phải chịu những hình phạt sai khác ngay trong hiện tại như vậy, huống nữa là về đời sau. Ta hãy làm điều thiện về thân khẩu ý. Người ấy đáp, thưa Ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật, thưa Ngài. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người nó, nói với nó, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn họ sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi là người phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cực vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ tư, Vujama mới cất vấn, mới chất vấn, cực vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ năm. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ năm hiện ra không? Người ấy đáp, thưa Ngài, không thấy. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người ấy, này người kia, ngươi có thấy giữa loài người, người đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày sưng phồng lên, xanh xám lại, rửa nát ra? Người ấy nói, thưa Ngài, có thấy.
Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ, ta bị chết chi phối, ta không thoát khỏi chết, ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, Vujama nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do sa môn bà la môn làm, không phải do chư thiên làm, ác nghiệp ấy do chính ngươi làm. Chính ngươi là người, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Rồi này các tỷ kheo, sau khi chất vấn, cực vấn, thẩm vấn, người ấy về thiên sứ thứ năm, vua Dạ Ma giữ im lặng. 620 khổ hình trong đọa xứ. Đức Thế Tôn đã có một số mô tả về khổ cảnh trong địa ngục. Kinh văn, rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục, bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc, pancha huy tha pan tha năng. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục, bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục, cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục, đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạt dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với bọt nước sôi sục. Khi thì trồi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục quăng vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa chia thành phần bằng nhau. Xung quanh có tường sắt mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt nung đỏ cháy đỏ rực, đứng thẳng luôn có mặt, rộng 100 do tuần. Này các tỷ kheo, từ tường phía đông của đại địa ngục ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thổi tạt đến tường phía tây, những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía tây thổi tạt đến tường phía đông, những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía bắc được thổi tạt đến tường phía nam, những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía nam được thổi tạt đến tường phía bắc, những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía dưới được thổi tạt lên phía trên, những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía trên được thổi tạt xuống phía dưới. Người ấy ở đây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông của đại địa ngục được mở ra, người ấy chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói, sông đen, sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỷ kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng. Tại người ấy, tại đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ.
Rồi này các tỷ kheo có một thời gian, có một thời rất lâu dài khi cửa phía Tây được mở ra, vân vân, cửa phía Bắc được mở ra, cửa phía Nam được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói sông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỷ kheo, dầu cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, có một thời rất lâu dài khi cửa phía Đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ, vân vân. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Người ấy đi ra khỏi cửa địa ngục ấy. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục là đại phấn nị địa ngục, gù thá ní rá giá. Người ấy rơi vào địa ngục này. Này các tỷ kheo, tại phấn nị địa ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục phấn nị ấy là đại địa ngục nhiệt khởi, nhiệt khôi, than hừng, cú rú, lanh ní rá giá. Người ấy rơi vào ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm, sầm ba lý quá năng, cao một do tuần, với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát châm thọ lâm là đại kiếm diệp lâm, rừng lá gươm, Asibata quan tá. Người ấy vào trong ấy, ở đấy các lá cây do gió lay động cắt đứt tay của người ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tay, cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mạng chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát kiếm diệp lâm là đại khôi hà, sông voi, khá rô đắc ca nát đi. Người ấy rơi vào trong ấy, tại đấy người ấy bị trôi thuận theo dòng nước, người ấy bị trôi ngược lại dòng nước, người ấy trôi thuận theo ngược lại dòng nước. Tại đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người coi giữ địa ngục câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói với người ấy: này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: thưa các ngài, tôi đói bụng. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy và kéo theo một ruột lớn, ruột nhỏ. Các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mạng chung cho tới khi ác nghiệp của nó chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục nói với người ấy: này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: thưa các ngài, tôi khát nước. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục ấy lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ. Nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Người ấy
ở đấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mạng chung cho tới khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người có giữ địa ngục lại quăng người ấy vào đại địa ngục. 621 chuyện kể không phải là ngụ ngôn. Sau khi nói về đọa xứ, bậc thiện thệ dạy những điều đó không phải là dụ ngôn, hư cấu, mà là những gì được thấy biết bằng Phật nhãn. Kinh văn: một thời xưa lắm này các tỷ kheo Vujjhama suy nghĩ như sau: những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy, mong rằng ta được làm người và Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thế Tôn và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỷ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi thiện thệ nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm như sau: dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ u buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh, thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn, an lạc, ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi các vị ấy vượt qua, mọi đau đớn, sầu khổ họ đều được siêu thoát. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tiêu Trì Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh Thiên Sứ Đề Qua Đu Tá. Cái bài kinh này đó là nói đến thiên sứ, thì thật ra là những cái như là những điềm báo hiệu trước đối với mọi loài chúng sanh, mà ở đó Đức Phật này dạy cho những cái điềm báo, những cái hiện tượng nó diễn ra ở trong cái đời sống chúng sinh, ở trong cõi người cũng như là các cái cảnh giới. Ở đây đó thì như là nói trong cái bài kinh không phải là những cái điều mà hư cấu. Khi mà nói đến các cái cảnh giới, trong đó có cảnh giới khổ, địa ngục, hay là ngạ quỷ, hay đà bàng sanh, vân vân. Thì những cảnh giới đó nó tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng sinh. Cái hạnh nghiệp của chúng sinh. Mà ở đó Đức Phật Ngài với cái thiên nhãn thần tịnh, thiên nhãn thần tịnh đó, cũng như là chúng ta nghe ở trong kinh, khi mà Ngài chứng về cái túc mạng minh, cũng như là chứng về cái sanh tử minh, thì Ngài thấy được cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, do hạnh nghiệp gì mà chúng sanh tái sanh trong cõi khổ địa ngục, chúng sanh tái sanh trong cõi khổ ở bàn sanh, hay chúng sanh tái sanh trong cõi khổ là ngạ quỷ, vân vân. Thì như vậy đó là do cái ác nghiệp của chúng sanh tạo ra, cho nên là sanh vào khổ cảnh. Rồi có những chúng sanh tạo những cái hạnh lành, tức là những cái nghiệp lành, cái thiện nghiệp, cho nên là những chúng sanh đó được cái quả lành, cho nên là họ sẽ tái sanh ở trong cái cảnh giới an vui, cái cảnh giới an vui. Như vậy Đức Phật cho chúng ta biết về cái việc mà mỗi chúng sanh hiện hữu đó là có thật, và
cái đó đó là đều là do cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh. Như chúng ta biết rằng con người đó, chúng sinh đó, thì không thể nói rằng vượt ra khỏi nghiệp. Nếu mà nói là người phàm phu thì cũng chịu sự tác động của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Trừ khi nào mình giải thoát hoàn toàn thì nó không có bị chi phối của nghiệp. Còn nếu còn luân hồi thì còn sự chi phối của nghiệp. Trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cái Đức Phật Ngài nói với cái thiên nhãn thuần tịnh của Ngài mà thấy là có những chúng sinh do cái ác nghiệp không biết cung kính bậc thánh, không biết tôn trọng những bậc có giới đức, không kính các cái bậc trưởng tượng, cho nên đem lời phỉ báng, rồi đem những cái có những cái hành nghiệp tạo ác nghiệp từ thân nghiệp bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, rồi khẩu nghiệp bất thiện thì nói dối, nói độc ác, nói thiêu thùa, vân vân. Ý nghiệp bất thiện là do tham sân và tà kiến. Do có cái tham tâm mà khiến cho chúng sanh hành động bất thiện. Do có cái sân tâm cho nên khiến cho chúng sanh có cái hành động bất thiện. Và do cái tà kiến cho nên chúng sanh nghĩ quấy, nghĩ sai. Và vì vậy cho nên mà cũng khiến cho cái hành động bất thiện đó. Và vì vậy cho nên là sanh trong khổ cảnh. Nhân đó thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là Vua Diêm Vương khi mà bắt những tội nhân đến rồi hỏi rằng này những tội nhân á, ngươi có thấy trên cuộc đời này có những cái dấu hiệu, có những cái biểu hiện, có những cái hiện tượng mà ngươi thấy đó hay không? Điều thứ nhất á, là cái hiện tượng thứ nhất ở đây đấy, nói là thấy một cái trẻ sơ sinh. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói trong cái đời sống bình thường thì hả, có sinh thì phải có tử rồi. Và từ một cái trẻ sơ sinh đó mới được mẹ sinh ra thì nằm ở trên một cái đống nhớp nhơ, trong đó có nhau, rồi có những cái nước bọt nước, rồi nước ói, rồi có những cái dơ từ ở trong cái bào thai nó sổ ra. Thì mình nhìn vào đó thì mình thấy rằng nó là một đứa trẻ, nó được chịu một cái thai ở trong người mẹ 9 tháng 10 ngày. Rồi đến khi sinh ra đó thì bắt đầu cho một cái đời sống mới. Mà nói trong một cái cách nào đó thì có nghĩa là có khi đó thì mình nghĩ rằng một đứa con được chào đời là mình mừng. Nhưng mà đứa trẻ nó được sinh ra đời đó thì cũng đều là do cái nghiệp. Bởi vì cái nghiệp, cái hạnh nghiệp tạo ra để sanh được làm người. Vì có cái nghiệp tạo ra được sanh làm người đó, cho nên là bắt đầu là cho cái sự khổ. Có cho sự khổ. Nói vậy chứ chúng ta thấy rằng đứa trẻ nó cũng bắt đầu là, tuy là nó chưa có hiểu nhiều so với cái tuổi trưởng thành, chưa có phải là vui buồn nhiều so với cái tuổi trưởng thành, chưa có phải lo âu nhiều, phiền muộn nhiều so với cái tuổi trưởng thành. Nhưng mà đứa trẻ có những sự giận vui, có những sự mừng vui của một đứa trẻ. Và khi mà mình, một đứa trẻ mới được sinh ra đó là một hiện tượng. Bởi vì người ta nói là mầm mống của sự khổ là bắt đầu cho sự sanh, hay là mầm mống của sự chết đó, là bắt đầu cho sự sanh. Bắt đầu cho sự chết, mầm mống của sự chết là bắt đầu cho sự sanh. Cho nên là đứa trẻ nó được sinh ra, chúng ta thấy trong cuộc đời này đó là có khi đó là người ta bị sự chi phối rất là nhiều,
Rồi có những người giàu sang, rồi có những người khốn khó, rồi có những người sống thọ, có những người chết yếu, có những người đẹp đẹp đẽ nhưng mà có những người xấu, rồi có những người khỏe mạnh nhưng có cái người ốm yếu. Thì cái điều đó đó là nó tùy thuộc vào cái nghiệp, cái nghiệp, cái hạnh nghiệp của người. Vì khi con người đã tạo ra thì nó sẽ có những cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt đó là điều do hạnh nghiệp của mỗi người tạo, nó tương xứng với những cái hạnh nghiệp, cái nghiệp của mình đã tạo ra, chứ không phải là do ai làm cho mình, ai tạo cho mình. Như là cái điều mà chúng ta nói là không phải do cha mẹ, cũng không phải là do bạn bè, cũng không phải là do anh em, cũng không phải là do kẻ thù, mà là do chúng ta tự tạo ra, là chúng ta có sự hiện tại. Cho nên bắt đầu sanh ra thì bắt đầu là sự khổ, lớn lên thì tùy vào mọi hoàn cảnh của mỗi người. Có người thì sanh nghèo, người khốn khó đó, thì họ phải lao động, họ cật lực, họ phải nhiều khi đổ lấy cái mồ hôi này, đổ lấy máu này, rồi đổi lấy cái mạng sống này để có được cái sự thù lao để họ sống còn, họ sống còn. Cái sự sinh tồn đó, đó là chúng ta được nuôi nấng bởi vật thực, bởi vật thực. Bởi vì chúng ta nuôi nấng bởi những cái thức ăn, các cái chất dưỡng cơ tố để nuôi cái này. Rồi bắt đầu đến khi trở thành một cái cậu thanh niên hay là một cái người phụ nữ, rồi đến khi mà chúng ta bước sang cái tuổi trung niên, rồi đến lão niên, từng mỗi giai đoạn đó thì cái nỗi khổ mà nếu như một người mà có một cái trí để suy nhận thì nó không có là bao, nó không có là bao thời gian là cái sự hạnh phúc hết. Mặc dù chúng ta tạm mượn cái sự hạnh phúc này để chúng ta nói rằng đó là chúng ta được hạnh phúc, nhưng mà sự thật cái sự hạnh phúc đó nó ít lắm, nó ít lắm. Nó so với cái sự khổ bắt đầu là hiện khởi cho một kiếp nhân sinh con người, nhân sinh của con người. Cho nên cái hiện tượng đó, đó là khi mà mình nhìn một cái đứa trẻ mới được sinh ra, một đứa bé mới vừa được sinh ra nằm ở trên cái đống nhớp nhơ đó, rồi đến khi mà lớn lên rồi trưởng thành, rồi bắt đầu là trở thành người trung niên, trở thành tuổi lão niên, thì bạn biết bao nhiêu cái chặng đường, rồi từ ở cái cảm thọ đau khổ của thể chất, tức là chúng ta nhiều khi đó là đi lao động, đi làm việc này việc kia, rồi bị thương, bị nạn, hay là bị một cái vết thương gì đó, rồi hoặc là trong cơ thể chúng ta bị bệnh, một cái bệnh gì đó. Có nhiều cái bệnh thì tự động là có những cái bệnh là do chúng ta già chúng ta bệnh, nhưng mà có những bệnh là do những sự gia chạm, bị tai nạn mà chúng ta bệnh. Thì cái bệnh đó là nó thấm thía cho cái sự khổ bắt đầu là từ khi chúng ta được sinh ra đời, được sinh ra đời. Rồi là hoàn cảnh của mỗi người, có người nghèo, có người khó, có người có địa vị, rồi có người không có địa vị, thì tùy vào mỗi người. Nhưng mà cái khổ chung là bắt đầu là có thân người. Cho nên nếu như một người Phật dạy rằng, nếu một người mà có trí nhìn thấy những cái điều đó, để ý thức được, quả thật là kiếp nhân sinh nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta gọi là nó là cái sự hạnh phúc vĩnh viễn, cũng không phải là một cái sự 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 tồn tại vĩnh viễn, mà là chuỗi dài có những cái sự khổ. Mà cái sự khổ này nó qua từng cái thời gian, từng cái lứa tuổi của sự cảm giác đó. Chúng ta có thể khổ bằng cái thể chất này, là bệnh hoạn, tai nạn, vết thương, hay tất cả sự đánh đập dằn dày xéo đó, hay hoặc là chúng ta khổ bằng tâm lý, tâm lý. Từ khi chúng ta cảm nhận cho cuộc đời, thấm thía cho cuộc đời, rồi trải nghiệm cho cuộc đời đó, thì chúng ta nhìn lại cái hiện tượng đó là hiện tượng mà chỉ cần có cái sự suy gẫm ở một cái kiếp nhân sinh. Cái
cái gọi là thiên sứ thứ hai nữa đó, là cái người già. Chúng ta hả thấy cái sanh là thấy già. Cái già mà mình nói đó là cái nghĩa thật ở trong cuộc đời này là má dùng, da dùng, gối, má cốp, da dùng, lưng cong, tất cả những cái hiện tượng đó, hoặc là tóc bạc, răng rụng, đó là những hiện tượng. Mà khi mà mình thấy là già đó, là qua một chuỗi ngày của một thời gian rất là dài rồi, cũng mấy mươi năm rồi, mấy mươi năm mới thấy được cái hiện tượng đó. Nhưng sự thật đó là chúng ta già trong mỗi cái khoảng cách, già trong mỗi khoảng cách. Bởi vì theo theo vi diệu pháp á, thì cái sự thay đổi của sắc pháp của chúng ta đó, nó cũng mặc dù là nó biến chuyển, nó thay đổi chậm hơn với danh pháp 17 lần, nhưng mà nó cũng là một trong những cái 17 sát na, nhưng mà nó cũng là một trong những cái sự biến đổi đó. Vì có cái sự già nua trong từng khoảnh khắc đó, trong mỗi sát na, trong mỗi tế bào sắc pháp của chúng ta thay đổi, thì nó đã là già rồi. Nó già rồi nó chết, nó sinh lên rồi nó chết, nó già nó chết, giống như là sinh tiến dị và diệt vậy đó. À, mà nó cái gì nó có mặt là sinh, mà cái gì nó được trưởng thành thì nó là tiến, rồi nó đi đến sự hoại diệt thì nó là dị, và biến mất là diệt. Như vậy sinh tiến dị diệt thì nó cứ tiến như vậy, nó cứ làm diễn ra như vậy. Thì cái già đó mà chúng ta thấy ở đây đó là thấy của cái người già, của một ông cụ già mắt mờ tay điếc, của bà một cụ già má cốp lưng cong, vân vân. Thì cái già đó là chúng ta thấy những hiện tướng rõ ràng. Chúng ta thấy người già để chúng ta gẫm lại bản thân của chúng ta rồi đây cũng sẽ già, mà sự thật chúng ta cũng đang già. Chúng ta cũng đang già. Nếu mà mình có cái suy nghĩ như vậy đó, thì mỗi một ngày trôi qua, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, chúng ta cũng đang già dần, già dần, già dần của danh pháp, của sắc pháp. Rồi lần lượt chúng ta sẽ thấy được cái hiện tượng của một cái người già. Mà người già thì quý vị thấy rằng là má cốp, lưng cong, da dùng gối mỏng, rồi cái trí lú lẫm, có những người lú lẫm, tức là quên trước quên sau, thậm chí là có những cái điều nó gọi là những cái tính của người già, nó có những cái sự mà người ta gọi là già sinh đất sinh cỏ, mà già già sinh đất đất sinh cỏ nhỉ. Tức là có những cái người già thì họ biến ra những cái tính tình khó chịu bởi sự già. Nhưng mà cái già đó thì nhiều khi đó là những cái người đó họ không làm chủ được cái thân của họ, không làm chủ được cái thân. Ví dụ bây giờ họ đi chân cẳng thì họ cũng yếu, mắt cũng mờ, phản xạ cũng chậm, rồi tay chân thì rung lẩm cẩm, không có thể nào mà như thời trẻ được. Nhưng mà cái người già đó, đó, để chúng ta thấy rằng cái hiện tượng của người già rồi đây đó, rồi mình cũng phải là cũng có cái sự già như vậy. Chúng ta sở dĩ có già là từ đứa trẻ, bé sơ sinh cho đến trở thành một cái người già. Thì cái người già nhiều khi quý vị thấy rồi, quên trước quên sau, quên trước quên sau, rồi thậm chí ăn cũng không được, ngủ cũng không được, nó đi đến cái sự hao mòn cơ thể, rồi đi đến sự hủy diệt cơ thể, là điều đó sẽ diễn ra ở trong đời sống. Nhưng mà rồi đó là thấy cái người già, để rồi mình có cái cảm nhận, lại suy nghĩ, giống như là mình phản tỉnh lại chính mình. Chính mình cũng có những cái hiện tượng vậy. Mà vì sao chúng ta có già? Vì chúng ta có sanh. Khi mà già thì những cái biểu hiện của trí não bị chậm đi, rồi thể chất bị yếu đi, tất cả các cái thứ đó. Cái thứ đó.
Rồi nhiều khi đó là chúng ta thấy là nhiều khi cái người già đó họ cũng không có nhớ trước nhớ sau, quên trước quên sau, họ không có nhớ được, không có nhớ được. Mà cái này đó nhiều khi người ta nói là đa thọ đa nhục. Cái người già mà sống mà chúng ta minh mẫn, chúng ta linh hoạt tay chân, có những người có sức khỏe tốt vậy mà họ có được cái sức khỏe đó, nó cũng tùy thuộc vào, thứ nhất là do cái nghiệp, thiện nghiệp của họ. Họ do cái sự không sát sanh, họ không có cái sự đời trước, họ không sát sanh, họ không đánh đập hành hạ những chúng sanh khác, rồi là họ biết kính lễ những bậc trưởng thượng, biết cung kính những bậc hiền thánh, rồi họ biết điều hòa trong cái sinh hoạt của mình, thì họ vẫn có những cái sự, mặc dù lớn tuổi nhưng họ có những sự minh mẫn, họ vẫn khỏe đến ngày cuối cùng của họ, họ vẫn khỏe. Nhưng mà có người đó thì già rồi là nằm một chỗ bệnh hoạn, rồi cái gì cũng phải nhờ người khác hết, nhờ con cháu, nhờ người khác. Có phước chăng thì cũng nhờ được cái con cháu, còn nếu mà không có phước thì cũng không ai chăm lo. Thì người ta mới nói là đa thọ đa nhục. Cái nhục là ở chỗ là mình nằm mà mình không tự chủ được chính mình cái gì, không tự lo cho mình, nhiều khi rất là đau đớn. Nhưng mà chết thì cũng không xong, sống thì cũng không được. Đó là một trong những cái nỗi khổ của cái người già. Khi mà mình nhìn người già đó, là vua Diêm Vương nói là thấy cái hiện tượng đó hay không, dù là thấy hay là không thấy, nhưng mà ở trên cuộc đời này nó có những hiện tượng của người già là như vậy. Thì khi mà nhìn người già có nghĩa là mình suy quán lại chính mình. Rồi đây, mặc dù tuổi chúng ta mới đôi mươi, hoặc là chúng ta trở thành người trung niên, hoặc chúng ta là bước sang cái tuổi lão niên, thì rồi đó là chúng ta cũng sẽ đến cái con đường đó. Cho nên là việc cần kiếp cái gì đó, chúng ta cần làm những cái thiện sự ở trong đời sống, những cái thiện pháp ở trong đời sống, những cái việc tu tập chúng ta trong đời sống chúng ta cần làm, thì nên làm, cần làm, nên làm, không bỏ qua với cái thời gian. Bởi vì chừng nữa mà khi mà chúng ta đã già rồi đó, chúng ta không có làm được như cái ý muốn của mình được. Mình ngồi thiền cũng không xong, nằm thiền cũng không xong nữa, đau đớn đầu này, đau đớn đầu kia. Rồi tụng kinh, học kinh cũng không được. Có những cái, bởi vì cái cảm thọ đau đớn mà. Mà cái cảm thọ này nó cũng là do cái quả của luân hồi, do cái nghiệp của luân hồi tạo ra. Để có cái quả của luân hồi là chúng ta có cái thân này. Cho nên cái hiện tượng của cái người già, vua Diêm Vương bảo rằng có thấy hay không đó, thì bảo là không thấy. Thì không thấy, vua Diêm Vương bảo rằng đó là cái điểm mà các ngươi nên thấy, nên biết, nên suy gẫm. Suy gẫm để rồi phản tỉnh lại chính mình. Đó là điều cần làm. Thiền sứ thứ ba nữa đó, là thiền sứ của cái người bệnh. Thiền sứ của người bệnh. Chúng ta đó thì thật sự ra thì thân bệnh và tâm bệnh. Tâm chúng ta thì chứa chấp phiền não tham sân si, cũng là một cái dạng trạng thái tâm lý bệnh, bệnh gọi là cố hữu, tiềm ẩn, tiềm tàng ở ở nơi của mỗi chúng sinh, của mỗi chúng sinh. Bệnh về thân thì cũng tùy vào mỗi người, nhưng mà rồi cũng không bệnh nhiều thì cũng sẽ bệnh ít, không bệnh này thì cũng sẽ bệnh kia, chứ không ai mà tránh khỏi cái bệnh. Có người bệnh nhiều, có người thì cũng bệnh ít, thì cũng bệnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái cơ thể chúng ta nó hoạt động mấy mươi năm rồi, tim gan thì phế thận của mình nó hoạt động mấy mươi năm mà cái máy nó chạy còn hư nữa, chứ đừng nói tới cái chuyện mà cơ thể của mình nó hoạt động mấy mươi năm. Nhiều khi mình đem đi chụp X quang, hay là mình nội soi, hay hoặc là mình làm những cái, bây giờ ngày nay có những cái cổ máy, có những cái máy y khoa đó, họ chế ra rồi họ chiếu vô trong đó, nhìn vô màn hình mà chúng ta thấy nó hoạt động, thấy nó co bóp
thấy nó nhảy, nó nhịp, nó co giãn, nó có những cái sự thay đổi biến dạng, thay đổi biến dạng ở trong tim gan thì quế thận, thì chúng ta mới nhìn mới biết rằng là quả thật là cái ngũ tạng chúng ta đang trong một cái tình trạng hoạt động liên tục. Chúng tôi nhớ có đọc một cái tài liệu là trái tim của mình nó hoạt động mà nó bơm máu lên trên não, rồi nó trở về cho hệ thống tuần hoàn, rồi trở về tim của mình á. Một ngày đó là 24 tiếng, và một cái bóp của nó, một nhịp của nó thì nó cũng phải là khoảng 30 gram máu gì đó. Thì mà mình nhân thành cái cơ thể của mình nó là 2 mét, 2 mét chiều dài độ khoảng 2 mét, rồi nhân với 60 giây, nhân với 60 phút, rồi nhân với 24 tiếng ấy, thì một ngày ấy, là trái tim của mình làm việc gần như là gần 13 tấn máu. Gần 13 tấn máu, người ta tính toán như vậy để mình thấy rằng cái trái tim nó còn chút rồi, nó làm việc hết sức là cực lực, hết sức là cực lực, biểu là làm việc mấy mươi năm như vậy này, thì mình thấy rằng rất là cực nhọc cho nó, rất là cực nhọc cho nó. Thì cái bệnh ở đây đó là một hiện tượng của một cái người già, người bệnh thì chúng ta thấy rằng là đau đớn lắm, cái cảm thọ đau lớn lắm. Mặc dù là người thân của mình có thể là cho mình ít tiền, dùng một miếng thuốc nào đó, hoặc là dùng máy chữa cho mình giảm bớt những cơn đau, nhưng mà cái đau đó không ai gánh chịu cho mình. Mà cái điều này đó, cái cảm thọ này là do mình, tại vì mình có cái quả của luân hồi này, có thân này, cho nên là chúng ta mới có bệnh. Mà cái quả luân hồi này nó có đó là do phiền não, tức là do vô minh, do tha mái, do chấp thủ, rồi do nghiệp của con người tạo ra. Và khi có nghiệp thì ác nghiệp thì đưa đi khổ thú, địa ngục, bàn sanh, hoặc là ngạ quỷ, vân vân. Nhưng mà thiện nghiệp thì cho sanh ở thiên giới đi, hoặc là cõi người đi. Nhưng mà rồi đó thì cái cảm thọ mà chúng ta có thân người là cái kết quả của đời sống luân hồi do hành nghiệp mình tạo ra, cho nên cái bệnh này đó thì mình lấy bệnh này để mà mình so với bệnh kia, mình nói bệnh này nó đỡ hơn bệnh kia, hoặc là bệnh kia đỡ hơn bệnh này. Nhưng mà cái cảm thọ đau đớn thì chúng tôi nghĩ rằng cái nào nó cũng giống như cái nấy, nó không có khác. Bởi vì hả, đã bệnh rồi cái mình thấy nó bệnh nhẹ nhất là sổ mũi nhức đầu không á, đã thấy khó chịu rồi, chứ đừng nói tới cái điện lục phủ ngũ tạng trong này nó đang hoành hành, nó đang bị hư hao đó, thì có lẽ là nhiều thứ lắm, nó khổ lắm. Mà cái cảm thọ đau đớn đó là khổ. Mình thấy mình khỏe đó, cho nên là ở trong cái giải nói rằng là trong kinh nói rằng là mình có ba cái sự tham luyến. Một là mình tham luyến ở tuổi thanh xuân, trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày dạy vậy. Mình cứ nghĩ mình trẻ, nhưng mà rồi là đâu có trẻ hoài được. Mình thấy mau lắm, 30 tuổi thì mình thấy là mình trẻ, từ nhỏ tới 30 tuổi mình thấy mình trẻ. Giỏi lắm có 10 năm thôi, 18 tuổi thì mình thấy là tên là tuổi của, gọi là đẹp nhất con đời người, ví dụ vậy đi. Nhưng mà rồi là tới 30 tuổi là mình nói là mình lâu già lắm á, nhưng mà qua 30 tuổi thì mình thấy nó mau già rồi, nó mau lắm, thời gian mau rồi. Thấy 50 tuổi là sức khỏe nó suy kém, tùy vào mỗi người, nhưng mà cỡ chẳng từng tuổi đó thì nó rõ ràng là nó hiện ra một cách rõ ràng từ ở cái bệnh đó. Cho nên cái tham luyến thứ nhất là tham luyến trong vô bệnh, tuổi trẻ. Tham luyến thứ hai là tham luyến ở trong cái vô bệnh. Mình bây giờ mình khỏe vậy nè, mà mình cứ nghĩ là mình không bệnh, nhưng mà biết đâu rồi một ngày nào đó, chỉ cần một sơ sẩy nào đó, có một chút nào đó thôi, một cơ quan nào trong cơ thể chúng ta nó bị hư một chút là bắt đầu là chúng ta không kịp chữa. Thường thường ở Việt Nam là nghĩ khi nào nó đau đớn quá rồi đưa đi bệnh viện là rồi, nó nhiều rồi, nhiều thời kỳ.
Cho nên là những cái người giàu thì người ta đi khám, khám bệnh định kỳ 6 tháng một lần, hoặc là 3 tháng đi kiểm tra, hoặc 1 năm đi kiểm tra một lần tổng quát. Nhưng mà người nghèo thì để khi nào bệnh rồi đau quá trở đi là giai đoạn thứ 3 rồi. Giai đoạn thứ 3 rồi. Cho nên khi mà chúng ta phát hiện chúng ta đau đó vì do cái chứng bệnh đó, thì có lẽ là nó đã nhiều rồi. Có lẽ là đã nhiều. Cho nên là cái tham luyến thứ hai là chúng ta tham luyến trong vô bệnh, nghĩ rằng mình không có bệnh. Rồi cái tham luyến thứ ba nữa là tham luyến cuộc đời. Tham luyến cuộc đời này. Cuộc đời đó thì chúng ta cứ lăn xả ở trong cái danh lợi, ở trong cái danh lợi trong cuộc sống này. Rồi chúng ta bị lao mình vào trong cái ăn chơi rác tán, khổ sở, rồi thỏa thích trong cái sự hưởng thụ của chính mình, và nhiều khi mang lại cái bệnh mà mình không hay. Tức là có những người đó họ ăn uống rượu nhiều, uống bia nhiều, biết độc đó nhưng mà họ vẫn uống vậy. Rồi biết là ăn cái đó nó độc đó nhưng mà do ngon quá cho nên ăn, rồi cũng làm sinh bệnh. Rồi đó là một trong những cái điều mà chúng ta tham luyến đời ở bên ngoài. Rồi bên trong là chúng ta chứa chấp cái phiền não của mình, tham sân si, không tìm cách giảm bớt, bỏ bớt, cứ để chất chứa hoài, nung nấu hoài, nuôi dưỡng hoài, riết nó càng mạnh càng lớn. Đó là những cái sự tham luyến. Tham luyến trong tuổi trẻ, tham luyến trong vô bệnh, tham luyến trong cuộc đời. Cho nên cái bệnh này nó diễn ra ở trong đời sống của mình rất là nhiều. Thấy cái người bệnh đó, đừng nghĩ là mình không bệnh đâu. Nó sẽ bệnh bất cứ lúc nào. Cái bệnh đau chết, cái bệnh chết, bệnh và chết đó là những cái điều mà chúng ta không biết trước được. Đừng, cái người già đó, thì cái điều, cái nguyên nhân mà đưa đến bệnh đó, thì nó nhiều hơn so với người trẻ. Nhưng mà rõ ràng bệnh là một cái điều mà chúng ta khó biết trước được. Đó là một trong những cái hiện tượng trong cuộc đời này. Thấy người ta bệnh, nhìn lại mình. Rồi khi mà mình có bệnh thì mình mới thấm thía được là quả thật là có những việc mà mình phải chi, giá như mình nên làm lúc mình còn khỏe. Tức là ý chúng tôi muốn nói, tức là thiện nghiệp, những thiện pháp gì đó chúng ta cần làm thì chúng ta không làm cho mình, cái đó là tài sản của mình, không làm. Đến khi mà mình già rồi mình làm nổi, lực bất tòng tâm, hay là bệnh rồi nó nằm một chỗ rồi đó là không có làm được cái gì nữa hết, thực hiện không được. Có những việc bây giờ hồi nhỏ hồi trẻ thì có ý chí này, có lớn muốn làm cái này lớn kèm kia, là nó cộng thêm cái sức khỏe mình có nữa. Còn bây giờ lớn tuổi rồi là cái sức khỏe không cho phép. Rồi lúc đó ý muốn thì làm, ý muốn làm thì nhiều nhưng mà sức khỏe thì không cho phép, không làm được nữa. Lực bất tòng tâm chứ gì nữa. Và cái hiện tướng thứ tư nữa đó là, ở đây gọi là một vị thiên sứ thứ tư nữa đó, là một phạm nhân. Phạm nhân ở đây đó là thí dụ như mình làm cái việc gì mà phạm pháp trên cuộc đời này. Mình thấy những cái tên ăn trộm, hay là những cái người ăn trước cướp á, những cái tên ăn cướp hay là những cái tên ăn trộm á, khi mà bị bắt rồi khổ lắm. Những nhà chức trách á, họ đánh đập, họ tra khảo rất là gớm, đủ thứ hình thức tra khảo, đủ thứ hình thức là không biết sao khai thôi. Có nhiều cái hình thức khủng hoảng, làm khủng hoảng tâm lý, là làm cho cái tội nhân nó phải khai. Rồi cuối cùng chấp nhận với cái tội của mình. Thì cái tên ăn trộm ăn cướp là vì cái việc đó không phải là do ai làm, mà chính mình làm. Không phải do cha mẹ, không phải do thân nhân, không phải do bạn bè, không phải do thầy tổ, cũng không phải do ai hết, mà tự mình làm ra. Cho nên khi mà đã mang tội trộm cướp thì gọi là phạm pháp. Phạm pháp thì có những cái pháp luật trừng trị. Nhưng mà rồi chết á, tạo cái nghiệp nhân quả đó, thì tạo cái nghiệp xấu đó, thì cái quả khổ đó, thế nào nó cũng dắt dẫn mình trong đi trong khổ cảnh này. Cái khổ cảnh mà nó là địa ngục, khổ cảnh nó là bàn xanh, khổ cảnh nó là ngạ quỷ, đó là có thật, chứ không phải là viễn vong, cũng không phải là
không phải là giống như là vọng mơ tưởng, không phải, mà nó là sự thật, nó tương xứng với cái nghiệp của mình á, mình tạo ra thì nó sẽ tương xứng. Vì vậy cho nên trong đoạn kinh, bài kinh này nói rằng có những cõi địa ngục á, là nó hành hạ nhiều hình thức, ha, lửa cháy hay là đâm chém gì đó, nó làm cho cơ thể chết đi sống lại, chết rồi lại sống lại, tại vì nghiệp, nghiệp bất thiện còn mà phải trả nữa, rồi bắt đầu hành hạ tiếp tới, rồi chết rồi sống lại, thì cứ như vậy, cứ như vậy. Địa ngục có những địa ngục hành hình theo cách này, nùng như cách kia, rồi lòi bàn xanh đó mình thấy còn khổ, mình cũng thấy khổ. Chúng ta thấy là nhiều khi đi ra đường ở bên nước ngoài thì mình ít thấy con chó nó băng qua đường, nhưng mà rồi đi ở Việt Nam mà thấy con chó nó băng qua đường, nhiều khi xe cán nó chết, thấy cũng tội. Mình thấy cái cảnh đó là thấy cũng không muốn nhìn rồi, thấy cũng không muốn nhìn rồi. Con gà nó đi băng qua đường cũng bị xe cán nó chết. Mà làm con người ấy, thì mình băng qua thì mình nhìn trước nhìn sau, có khi thì mình cũng được hạn chế cái sự chết chóc nó gọi là vô lý như vậy. Nhưng mà con chó, con bò, con ngựa ấy, con chó, con gà nó băng qua đường nó bị dễ bị xe cán chết lắm, nó khổ vậy. Cho nên là nếu mà sanh lầm loài bằng sanh thì nhiều khi người ta con trâu con bò nó đánh đó khổ lắm, nói cái gì thì cũng nói làm thân xúc vật là khổ. Người ta không hành hạ cách này thì hành hạ cách kia, mà cái gì nó bị cái điều đó, do cái ác nghiệp quá khứ tạo rồi để rồi có cái thân, có cái thân, thân đây là thân bàn sanh để chịu cái khổ cảnh, thân đây là thân địa ngục, chúng sanh ở địa ngục thì bị hành hạ ở trong các cái cảnh giới địa ngục, có cảnh giới hành hạ như thế, có hành cảnh giới hành hạ như thế kia, đó là một hiện tượng. Và cái hiện tướng thứ năm nữa là thiên sứ thứ năm á, gọi là thấy cái người chết, có thấy không? Diêm Vương hỏi, không thấy, không thấy cái người chết á, rồi là chúng ta thấy là chết là hết tất cả rồi, không có cái gì nữa hết, rồi bắt đầu nằm xuống rồi ươm sình lên, xanh lên, rồi ươm sình rồi đứt khúc, rồi tan rã xì đầu này xì đầu kia rồi tan rã. Mình thấy một ngày, hai ngày, ba ngày cái xác thân của chúng ta đó còn sống á, thì còn người ta còn nhìn, chứ còn mà chết là thôi thấy thấy sợ lắm. Một ngày thì nó khác, hai ngày nó khác, ba ngày khác, rồi nhiều ngày nữa thì mình thấy nó sẽ mục rã ra, thấy nó, cái cảnh tượng nó xấu lắm, cái cảnh tượng nó đáng đáng nhầm gớm, đáng nhầm gớm, đáng nhầm gớm. Chết chết rồi mình ai cũng không muốn, nhưng mà rồi có tránh khỏi đâu, bởi hả có sanh thì phải có chết. Từ một đứa, một trẻ sơ sinh là bắt đầu, đứa trẻ mới bắt đầu sinh ra, cho đến khi mình trở thành người già hay là người bệnh, rồi hay là trong đời sống hàng ngày mình thấy một cái người tên trộm, tên cướp, rồi bị hành hạ của pháp luật, những cái nhà chức trách, rồi rồi bị hành hạ ở trong cõi địa ngục, rồi đến khi mà chấm dứt cuộc đời này thì chết, đó là những hiện tượng. Cho nên là chết thì mình đi theo nghiệp của mình, mà chết chưa phải là hết, chết mà còn còn nhân luân hồi nữa thì cũng tiếp tục nữa. Chúng ta chết nếu mà hiểu trong nghĩa là chúng ta chết trong mẫu khoảnh khắc, cái chết trong cái nghĩa đen là chúng ta nhắm mắt lìa đời, tắt thở là chết, thì cái chết đó, đó nó để lại cái xác thân này một ngày, hai ngày, ba ngày, nó cũng là một cái sự khổ trong cuộc đời này rồi. Cho nên nhìn ở đó, Đức Phật ngài nói là giới thiên nhãn thần tịnh, tức là ngài chứng túc mạng minh, chứng cái sanh tử minh đó, để ngài thấy được cái nghiệp, hạnh nghiệp của chúng sanh, mà chúng sanh có hiện khởi ở cảnh giới này, cảnh giới kia, cảnh giới khổ đau hay cảnh giới an lạc, mà cái người mà không có biết cung kính bậc thánh, cung kính các bậc trưởng thượng, không kính tam bảo, không có tin nhân quả, để rồi tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì cái người đó phải chịu cái khổ cảnh, khổ cảnh. Cái người mà có kính tin tam bảo, có người kính tin của bậc thánh,
có người tránh xa cái ngát nghiệp, cho nên là họ được sanh về là cảnh giới an nhàn. Nhưng mà nhờ cái ý thức được, nhờ ý thức được năm cái thiên sứ này, tức là năm cái hiện tượng này đó, thì người mỗi người cần thiết trong việc tu hành của mình, việc tu hành của mình, và nó diễn ra trong lúc nào chúng ta còn ý thức được, còn tinh tấn được, còn cố gắng tu tập được, thì lúc đó chưa phải là muộn, chưa phải là muộn. Nhưng mà đừng để quá rồi chúng ta không còn đủ cái năng lực nữa để mà chúng ta làm cái việc thiện nghiệp tu tập cho chính mình, thì lúc đó chúng ta cảm thấy nó muộn rồi, nó muộn rồi. Cho nên là ngày nào chúng ta thức được, nhận thức được cái sự ra đời của một trẻ sơ sinh, ngày nào nhận thức được cái sự già của chính bản thân của mình, rồi nhận thức được cái sự già, sự bệnh của chính bản thân của mình, nhận thức được cái sự cảm thọ ở trong đời sống này, bao nhiêu khổ khổ thọ lạc của xác thân, thọ ưu thọ hỷ của xác thân, các cái cảm thọ nó diễn ra trong đời sống, bắt nguồn từ ở cái nghiệp mà do cái phiền não tạo ra cái quả luân hồi, mà chúng ta có những cái cảm thọ đó. Và rồi chúng ta ý thức được cái sự chết, rồi là do cái sự chết này là chúng ta không còn làm được gì nữa, không có cái gì nữa hết. Ra đi là bỏ tất cả, chỉ mang theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Mình nói chết đi về đâu thì nếu mình chưa giải thoát thì cái chết theo nghiệp của mình để cho chắc ăn. Mình tạo thiện nghiệp thì đi theo thiện nghiệp, mà tạo ác nghiệp đi theo ác nghiệp, chứ không ai cứu mình nổi. Có cứu chăng là mình nhờ mình thực hành pháp thì mình được cái sự an lạc, là do cái sự cứu rỗi của chính mình, cứu rỗi của chính mình. Và điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây là không phải ai làm cho mình hết được, mà tự mình làm cho mình. Hay là trong kinh Pháp Cú nói rằng không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Cho nên là cái mình tu tập là thân khẩu ý của mình, mình có tu tập thì khiến cho mình là người chân chánh, còn nếu mà mình không có tu tập thì mình không phải là người chân chánh. Vậy đó, điều đó không phải do ai làm cho mình, mà mình tự tạo cho mình. Qua cái bài kinh này đó thì có nghĩa là năm cái hiện tướng, năm cái hiện tướng này, hiện tướng này như là năm thiên sứ báo trước cho mỗi mỗi chúng ta để nhận thức được trong mỗi cái quãng đời trong cuộc sống, để rồi chúng ta tự ý thức, lúc nào chúng ta tự nhận thức ý thức được, chúng ta cố gắng thực hành những thiện pháp để mong thoát khổ đó, thì lúc đó là những cái lúc mà chưa phải là trễ, mà những cái lúc như vậy đó mới thật sự là quan trọng, ý nghĩa cho cái đời sống tu tập của mình. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự vui tiến quan. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thú, kính thưa thượng tọa Pháp Tịnh, bậc thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Từ Siêu nghe được xin thỉnh dập. Bậc thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có nhận thấy một điều không, là ở trong cái tâm thức chung của con người đó, thì chúng ta sợ cái sự trừng phạt của Thượng Đế, sợ cái sự trừng phạt của một đấng thiêng liêng, hơn là chúng ta cảm thấy sợ trước những cái hiện tượng có tất cả rất là tự nhiên, như sanh già đau chết. Có phải như vậy không?
Và có phải vì vậy mà các tôn giáo thường nhấn mạnh đến cái sự ban phúc tha tội, hay là chúng ta có cái chữ mà bên Thiên Chúa Giáo hỏi gọi là tuyên quý. Tuyên quý nghĩa là bày ra cho sợ, và người sợ Chúa sẽ không làm tội. Nhưng mà thưa tôi có nghe ai nói là sợ về vô thường mà người đó sống tốt không? Và dường như chỉ có Phật Pháp á, là nhấn mạnh đến khi những cái hiện tượng như vô thường, khổ, vô ngã, hay sanh già đau chết là những điều đáng sợ của kiếp nhân sinh. Có phải như vậy không? Xin thỉnh thưa tôi khoan hỷ cho vài suy tư về điểm này. Kính thỉnh thưa tôi. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Tam Bảo, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Vì rằng có người sống trong xã hội của cái thế giới loài người, họ đã chứng kiến thực tế về cái cảnh mà vua chúa hay là người lãnh đạo một nước, lãnh tụ nước có quyền hạn sanh sát trong ta, thưởng hoặc là phạt. Khi mà họ chứng kiến những cảnh đó quen đi, cho nên khi mà có những cái tôn giáo xuất hiện và cái người chủ xướng của cái tôn giáo này, họ biết lợi dụng vào cái điểm yếu của những người dân đó, họ mới tuyên truyền một đấng toàn năng sáng tạo chủ có quyền thưởng phạt. Và những người này vì họ đã quen cách suy nghĩ đó, tức là ở đời nếu mà con người thì có những người quyền hạn và họ phân xử, họ có thể thưởng hoặc phạt. Thế cho nên khi mà họ được nhồi nhét cho cái tư tưởng một vị thần linh, một vị thượng đế, một đấng sáng tạo chủ của muôn loài có quyền thưởng phạt, thì đương nhiên là con người ta sẽ tin theo, tin nhiều lắm. Bởi vì họ thấy nó giống như cái tình trạng ở thế giới loài người mà hàng ngày họ phải chứng kiến. Cho nên cái đấy nó dễ tin hơn. Còn trong khi đó thì Đạo Phật, Đức Phật Ngài là người khám phá, Ngài nói lên cái sự thật về con người. Họ khổ đau hay hạnh phúc là do chính bản thân của họ tạo nên những cái thiện nghiệp hay là những ác nghiệp, những cái điều tốt, những điều hoặc những cái điều xấu, rồi họ phải chịu lãnh, họ chịu cảm cái hậu quả do cái nghiệp đó.
Và sống ở trong cuộc sống này, ngoài cái vấn đề luật nhân quả nghiệp báo ra đó, thì còn có cái phải đáng sợ, đó là cái nỗi khổ do cái thân này tự sanh tự diệt, có mặt rồi già, rồi bệnh, rồi chết, sanh ra lớn lên già bệnh chết, cứ như vậy. Và Đức Phật đã khuyến khích hãy nhìn thấy cái đó bằng cái trí tuệ để khởi lên những cái sự nhàm chán, sợ hãi và dứt bỏ được cái lòng ham muốn để đạt đến cái sự giải thoát. Khi mà Đức Phật dạy như thế thì chỉ có một số người mà do cái thân duyên ở quá khứ họ đã từng suy nghĩ, từng tu tập như vậy, quá sắc như vậy, cho nên bây giờ nghe xong là họ cảm nhận được liền và họ sống quán thấy như vậy, họ mới sợ hãi mà lo tu hành. Cái đó là do nhân duyên. Còn một số người khác thì họ không có quen cái chỗ đó, tức là nghĩ đến cái chuyện mà người có quyền năng, người có quyền năng xem xét, phán quyết, xử phạt hoặc là ban thưởng, thì họ nghĩ cái chỗ đó họ mới có cái sự xúc động tâm, mới khởi lên cái sự sợ hãi. Còn khi mà tự họ phải dùng cái trí tuệ để suy nghĩ về cái hiện tượng già bệnh chết ấy, rồi phát tâm kinh cảm mà lo chuyên tâm tu tập để đoạn trừ tham sân si, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà họ khó làm, mà làm không được. Cái người phàm phu khi mà họ vô minh thượng trí, họ không có thể nhận ra được cái chỗ đó. Họ xem như là cái hiện tượng già của một con người sống lâu thì phải già, cái đó là lẽ tự nhiên. Rồi có cái thân đây, cái thân tứ đại này vì phải ăn phải uống, cho nên gặp thức ăn thức uống mà không có thích hợp thì sanh ra bệnh, khi tức đại bất hòa thì sanh ra bệnh. Họ cũng cho rằng cái sự bệnh tật đó là một cái điều hiển nhiên trong cuộc sống, như vậy có gì phải sợ hãi, vân vân. Và cho dù đi có sợ cái sự già, sợ sự bỏ đi nữa, nhưng mà cái bản chất của con người phàm phu là không có thể năng động tích cực để mà tu tập dẹp bỏ cái phiền não là cái nguyên nhân sanh ra những cái khổ ải đó. Họ nghĩ không ra, họ vì rằng họ không có niềm tin nơi Phật pháp, và họ không tin chính bản thân họ, cho nên họ không thể hiểu ra được cái đó. Và khi một người mà họ không hiểu ra được cái chuyện đó thì họ làm gì họ có thấy được các cái thiên sứ, các cái hiện tượng đó mà họ khởi lên cái sự sợ hãi để họ đi ngược lại với dòng đời. Cái chuyện đó khó lắm. Cho nên ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ thì chúng sanh ở đời, hễ họ đã suy nghĩ cái gì thường xuyên, họ quen suy nghĩ và suy nghĩ theo cái khuynh hướng của mọi người thì họ suy nghĩ được. Nhưng mà suy nghĩ theo cái cách của bậc giải thoát thì họ suy nghĩ không được. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thượng Tọa Giải Đáng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thủ cái trường sư tọa tự sư. Xin đỡ lại với trường tọa tự sư một câu nữa. Nhưng mà trước khi hỏi trường tọa tự sư thì xin trở lại với trường tọa Pháp Tân. Không biết trường tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu tọa Pháp Tân nghe được, xin trường tọa khoan hiện cho biết. Để thỉnh trường tọa trả lời câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa Pháp Tân, trường tọa có ở trước mắt. Dạ vâng. Trường Pháp Tân, khi mà chúng ta đọc bài kinh Thiên Sứ này đó, thì cho chúng ta một cái cảm giác là theo Phật Pháp thì chúng ta nên sợ hãi tử vong, nên sợ hãi sự chết, kể cả sanh già, đau chết, hình phạt v.v. Nhưng mà ở một mặt khác thì thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe rằng chúng ta sống nên chuẩn bị tâm, không nên sợ hãi khi mà lâm chung sợ hãi cái chết. Thì trên phương diện tâm lý đó, thường tọa có thể cho biết rằng theo Phật Pháp đó, thì sự sợ chết nào là lành mạnh nên có, mà sự chết nào là không lành mạnh. Xin kính thỉnh thường tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính định lễ chư Tôn Đức. Chào đại chúng trong rừng. Theo con nghĩ, thế thường trong cuộc đời này thì hầu như là ai ai cũng sợ chết hết. Ai cũng sợ chết. Có nhiều người thì nói là tôi không có sợ chết. Có lẽ là họ có những cái chỗ họ nói như vậy thôi. Có nghĩa là họ liều lĩnh vì một cái lý do nào đó, giống như một cái anh lính ở ngoài trận mạc, họ đấu tranh, họ chiến tranh, chiến đấu vì cái lý tưởng, họ xông ra, họ nói rằng họ không sợ chết, họ càng tới bất cứ làn tên mũi đạn gì họ cũng không sợ. Nhưng mà nói như vậy thì cũng chưa chắc là họ không sợ, bởi vì họ đấu tranh hay là chiến đấu họ để có mục đích của họ. Còn phần lớn thì hầu như là mình nói trước mắt là nói rằng lúc mà mình chưa có cái sự chết nó kề cận với mình thì mình nói mình không sợ chết. Nhưng mà rồi khi mà sự chết nó kề cận với mình thì thường là phần đông là có cái chết, sợ cái chết. Trong Phật giáo thì Phật dạy cho mình là không phải là mình không sợ chết mà mình liều lĩnh hay là mình bất chấp. Trong khi một người thì mình không sợ chết nhưng mà mình lại có những sự chuẩn bị trước khi chết. Có sự chuẩn bị đó là gì? Theo con nghĩ đó là các cái việc lành mà mình nên làm thì mình nên làm, và mình làm mà để thành có những cái dấu ấn sâu sắc vào trong tâm cảm của mình bởi những cái thiện sự mà mình làm. Con nghĩ là những cái dấu ấn sâu sắc đó nó trở thành cái chỗ nương tựa của chính mình, bởi vì mình nhớ đến những thiện sự mà mình làm. Cái thứ hai nữa đó là luôn luôn quán cái sự chết nó sẽ kề cận với mình, dù mình có đối mặt hay là mình tránh né thì cái sự chết nó cũng diễn ra. Cho nên là khi mà mình đối mặt trước sự chết nó kề cận với mình thì làm sao là mình nên quán được cái sự vô thường của xác thân, sự khổ của xác thân nó diễn ra như vậy. Mọi cảm thọ ở trong cơ thể của mình, rồi trong tâm lý của mình như thế nào, mình hiểu rõ được, đừng để cho những cái cảm thọ nó chi phối bởi đau đớn do xác thân hay là đau khổ bởi cái tâm lý của mình. Cho nên là mình quán vô thường để mình thấy rằng cái sự việc, mọi sự việc trên đời, sự vật sự việc trên đời đó, nó diễn ra thì nó cũng phải chịu cái sự vô thường đó. Cho nên là mình vững tâm hơn, để rồi mình đối mặt trước sự chết, đối diện trước sự chết, mình không phải
là sợ. Bởi vì mình có sợ nó thì nó cũng tới thôi, cũng diễn ra thôi. Cho nên là tốt hơn là mình không nên rối loạn, không nên bấn loạn tâm trí, mà mình quán là vạn vật nó vô thường, dù là nó đang kề cận với sự chết đó. Cho nên là mình quán như vậy đó. Cho nên là cái sự chết của mình, khi sự chết nó diễn ra là mình ít có cái sợ hơn, hoặc là mình không có cái sợ. Hoặc cái đó là cái thứ hai. Thì con nghĩ rằng trong hai việc, một là mình tạo cái thiện sự gì trong đời sống hàng ngày, cố gắng là làm sao cho nó trở thành những cái dấu ấn sâu sắc trong tâm lý của mình. Khi mà mình lâm chung mình nhớ đến thiện sự đó là cái chỗ để mà mình nương. Cái thứ hai là quán được cái sự vô thường của vạn pháp, thân này cũng vậy, tâm này cũng vậy, rồi sự khổ của thân và tâm này nó cũng đang diễn ra. Cho nên là mình quán như vậy mỗi trong mỗi khắc, mỗi lúc, mỗi cái cảm thọ. Khi mà mình có quán như vậy thì cái sự chết, cái cảm thọ nó diễn ra với mình, hoặc là sự chết nó diễn ra với mình, thì mình nghĩ rằng đây là các cái pháp nó luôn luôn thay đổi, biến đổi như vậy. Cái pháp là có thân thì phải có khổ, cho nên là mình có quán như vậy thì cái sự khổ đó nó không trở thành một cái mà để cho cái tâm của mình bấn loạn, dù là khổ thân hay là khổ tâm, mà không để cho cái tâm của mình bấn loạn. Như vậy thì con nghĩ rằng ở đời thì phần hầu như là cái sự sợ chết, dù gì đi nữa thì ai cũng sợ, dễ dàng đi đến cái sự sợ chết đó. Nhưng mà mình nếu mà một cái người tu thì con nghĩ rằng mình có chuẩn bị cho mình những cái thiện sự, và cố gắng tạo những cái thiện sự trở thành những cái dấu ấn sâu sắc ở trong tâm lý của mình, để rồi mình nhớ đến những cái dấu ấn thiện sự đó làm cái chỗ nhớ của mình, thiện sự chỗ nương của mình. Rồi mình quán vô thường, quán khổ liên quan đến cái sắc thân này. Như vậy thì đối diện trước sự chết mình đỡ sợ hơn, hoặc là mình không có sợ mà vẫn có được cái chánh niệm ở trong cái đời sống. Con nghĩ là như vậy. Thì cái điều mà mình, cái lành mạnh nhất ấy, là mình cần có những cái điều như vậy, để khi mà mình đối diện trước sự chết mình vẫn có khác hơn với những người đời, những người thế thường ở trong cuộc đời. Thì như vậy mới là có cái sự khác hơn. Một chút là như vậy, con nghĩ là như vậy. Còn cái sự già bệnh chết thì nó phải diễn ra thôi. Mình có tránh né nó hay là mình đối mặt với nó thì cũng phải diễn ra. Cho nên là ở đây không phải là mình tránh né, mà cũng không phải là cái gì, mà mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái gì trước khi mình chết, thì có lẽ là có cái chỗ nương tựa nó vững hơn. Con xin có cái ý chia sẻ theo cái suy nghĩ của con, hiểu biết của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa niệm. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Kính thưa Thượng Tọa Pháp Tân, bạch thưa Thượng Tọa Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang ở trước máy, Thượng Tọa trả lời câu này, rồi sau đó Thượng Tọa đi nghỉ. Dạ, bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa có nghĩ giải rõ một bài kinh ở trong Tứ Ân Bộ, kinh số 4, nói về một vị thiên đến gặp Đức Phật, đã đọc lên bài kệ là thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Một bài kệ mà và Thượng Minh Châu dịch rất là thơ mộng. Mặc dù hồi còn nhỏ chúng ta đọc, nhưng mà đọc từ nhỏ thì cảm thấy rất là quen thuộc, rất là thơ mộng. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì ngài đọc khác hơn một chút. Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy bỏ mọi thế lợi tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì đó hơi dẫn ý nghĩa câu này, và cái chữ thế lợi mà Luca mới sang
chữ Luka mi sát ở đây chúng ta dịch là thế lợi, nó có chính xác không, chúng ta nên hiểu thế nào, và tại sao cái câu kệ của Đức Thế Tôn lại khác hơn là cái câu của Chư Thiên? Xin kính cùng thỉnh chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, bài kệ mà vị Chư Thiên đọc lên cho Đức Phật nghe bài kệ đó rốt cuộc là nói đến cái hạnh phúc hữu lậu thực ra đó. Thì ở đây sẽ có người họ nói rằng cái chân an lạc thì tại sao là hạnh phúc hữu lậu được. Nhưng thưa quý vị, có lẽ điểm này chúng tôi phải nói lên một cái bề kệ Pali để chúng ta biết. Vì Chư Thiên đã nói rằng Punya ni ke jirata sukha wahani. Cái chữ sukha wahani, awahani, awaha tức là đưa đến, sukha tức là hạnh phúc, chỉ vậy thôi, chứ không có cái gọi là chân hạnh phúc. Khi mà chúng ta hiểu được cái câu của vị Chư Thiên mà nói rằng e tăng phai văn marane bhikkhamano punyani kajiratha sukha wahani, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này hãy làm các công đức. Điều đưa đến hạnh phúc. Thì ở đây ý vị Chư Thiên đó mới nói rằng làm các cái phước báo sanh về cõi trời hoặc là sanh cõi người hưởng được thiên lạc hoặc là nhân lạc, hạnh phúc của người, hạnh phúc của trời. Cho nên chúng tôi đề nghị là bỏ cái chữ chân đi. Điều làm các cái công đức, điều mà dẫn đến hay là điều mà đưa đến sự an lạc, đưa đến sự an lạc, thì như vậy chúng ta mới lý giải cái câu này với cái câu của Đức Phật mới được. Đưa đến sự an lạc tức là chỉ cho vị Chư Thiên đó, ý muốn nói là đưa đến thiên lạc và đưa đến nhân lạc, là cõi người, là cõi trời. Khi nghe như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài mới đọc lại cái bài kệ đó. Nhưng mà câu cuối thì Ngài nói khác đi. Achintikala tarayandiratiyo vayogunang anupapang cha hành tiết. Ê tăng phai văn mà rà nê bích thơ mà nô lô ca mi sang bách chà hê sang tiết bích khô.
Đức Thế Tôn trả lời rằng, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục bởi chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi. Loka misang, thế lợi. Bacchahe, hãy từ bỏ. Santipikhoti, tâm hướng cầu tịch tịnh. Trở đây thưa quý vị, cái đường hạnh phúc thế gian là khác, mà cái đường đến Niết Bàn là khác. Hiểu rõ sai biệt ấy, bậc trí chọn Niết Bàn. Thế lợi lokamisang, chữ amisang tức là cái vật chất, chữ amisá là vật chất. Vật chất ở đây gồm cả danh và lợi. Nói chung, cái gì là lợi lộc của thế gian, bao gồm cả tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, còn nếu chúng ta nói thông thường đó thì lokamisang ở đây tức là cái vật chất của thế tục, cái vật chất thế tục. Hãy từ bỏ nó đi, bởi vì cho dù tạo cái phước báo, đành rằng cái phước báo dẫn đến cái hạnh phúc của trời của người, nhưng mà khi được cái quả báo hạnh phúc của trời của người đó, vẫn còn bị vô thường, khổ, vô ngã chi phối, vẫn còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Do đó cái hạnh phúc của thế gian đó, nó chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi. Đức Phật Ngài khuyên trong cái bài kệ này cao quý hơn là hãy từ bỏ thế lợi, gồm cả tài sản chư thiên, tài sản nhân loại. Tâm hướng cầu tịch tịnh, Santipikho. Santipikho ở đây đó, chữ Santi là ám chỉ cho Niết Bàn, là tịch tịnh. Như nói, như cái câu Phật câu Nathi Santiparang xuất khẳng, ngoại tịnh phi lạc, là ngoài Niết Bàn. Chữ Santi là chỉ nên Niết Bàn. Ngoài Niết Bàn không có cái sự hạnh phúc nào tuyệt đối được. Cho nên ở đây, trong cái bài kệ của Đức Phật á, thì Ngài dẫn dắt chúng sanh để đạt đến cái hạnh phúc siêu thế, chứ không phải là hạnh phúc hiện thế. Còn vị chư thiên là nói đến cái hạnh phúc hiện thế. Nói cách khác là cái hạnh phúc ở cõi người, cõi trời, gọi là cái hạnh phúc hữu lậu. Còn Đức Phật thì Ngài dạy hãy hướng đến Niết Bàn, là cái hạnh phúc vô lậu. Ý nghĩa khác ở chỗ đó. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kỳ đường, thú kỳ đường, thú kỳ đường. Thưa quý vị,
Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi muốn đọc lại bài kệ trên. Và trong chắc hơn một tháng nữa, khi chúng ta kết thúc giáo trình Trung Bộ Kinh, thì chúng ta sẽ qua giáo trình Trung Ưng Bộ, thì chúng ta sẽ có dịp học lại bài kệ này. Nhưng mà bài kệ này, bài kinh này tuy rất là ngắn, nhưng mà thật sự nó đi vào trong tâm thức của những người như Sư Đạt Từ Siêu và chúng tôi. Hồi nhỏ đến lớn đọc kinh mà cái văn phong của Hòa Thượng Minh Châu, ngày xưa Hòa Thượng dịch nhiều bài, mà Hòa Thượng thì là người không phải là một nhà thơ, nhưng mà có những lời Hòa Thượng dịch rất là thẳng, rất là rõ, và nó trở thành một cái ảnh hưởng sâu sắc ở trong lòng. Thời gian trôi qua như ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đó là lời của vị chư thiên. Và Đức Phật ngài trả lời rằng thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai qua chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lời tâm hướng cầu tịch tịch. Bài kệ rất là nói về một đề tài rất là khô khan với nhiều người, nhưng mà cái lời thì rất là thơ, và chúng ta có dịp đọc lại, chúng ta có thể cảm nhận được ở đó nó nhiều cái âm hưởng mà có thể đi sâu vào trong tâm tư của mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về kinh Thiên Sứ. Trong lịch sử các tôn giáo, mà những cái tôn giáo lớn trên thế giới, chúng ta kể đến Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, rồi bên Trung Đông thì có Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, đều luôn luôn đề cập đến một cái điểm, đó là cái sự mặc khải hay là ý trời, hoặc là cái thông điệp của Thượng Đế. Và những người mà như là giáo chủ Mohammed của Hồi giáo hay Chúa Giê-xu thì đều được xem là những người được lựa chọn, the Christ, để mang cái sứ điệp của Thượng Đế đến loài người. Và cái sứ điệp đó người ta gọi là mặc khải. Mặc khải, có đôi khi họ dùng cái chữ người là thiên hữu, là cái ân sủng của Thượng Đế ban cho loài người. Và người ta cũng nói đến cái chữ người là phúc âm. Phúc âm hay là tin lành, có nghĩa là cái thông điệp của Thượng Đế. Dạ, thông điệp Thượng Đế là phúc âm hay tin lành. Thì dĩ nhiên là khi chúng ta đọc bài kệ này thì chúng ta thấy rằng Thiên Sứ không có mang thông điệp phúc âm. Phúc âm là cái lời rao giảng của Thiên Sứ ở trong Kinh Thánh. Cựu ước cũng có mà Tân ước cũng có. Người ta nói đến về cái sự trở lại của Chúa ở trên trái đất này để thiết lập cái vườn địa đàng. Có cái ngày gọi là ngày đại phán xét hay là ngày đại thẩm phán, tức là ngày đó ai khéo tu thì đổi, vùng tu thì dìm vậy. Đó là cái thông điệp của Thượng Đế. Ở đây thì trong bài kinh này Đức Phật ngài kể về một câu chuyện. Một câu chuyện này không phải là ngụ ngôn, cũng không phải là dụ ngôn, mà đây là một câu chuyện thật mà Đức Thế Tôn ngài bằng thi nhãn ngài đã nghe thấy. Thông điệp này nói về một cái vị vua ở cõi địa ngục, từ cái chữ này gọi là, ở đây chúng ta gọi là vua Yama. Và trong cái giọng đọc của người miền Nam gọi là Diêm Á. Diêm Á, có khi chúng ta đọc là Diêm. Dạ, Diêm Á. Chữ Diêm Á, chữ Diêm Á, chúng ta gọi là Diêm Vương á. Thì ở trong chữ Hán có chữ giống như là Diêm Sinh hay là Diêm Quẹt. Chữ diêm là đốt cháy hay là que diêm. Dạ, chữ que diêm này nó phát xuất từ diêm má mà ra. Chữ que diêm, chữ diêm của chúng ta gọi là diêm diệt á. Diêm diệt là
cái sự đốt cháy đó thì nó nguyên quỷ và chữ phạn là chữ gia mát, và cái vị vua ở địa ngục chúng ta gọi là Diêm Vương. Thì Diêm Vương này thường ra lệnh để trừng trị các cái những chúng sanh mà tạo cả ác nghiệp. Và trước đó nhà vua có khi hỏi những cái tội nhân này có tại sao lại làm ác, chỉ biết làm ác thôi. Thì những người này thường nói rằng tại vì vốn họ không có một hướng sống, họ không rõ cái cuộc sống là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thì rõ ràng là Diêm Vương đã nhắc cho họ thấy rằng nếu mà mình sống có ý thức thì mình có thể đọc được những cái tín hiệu của cuộc sống ngay từ chính cái những cái hiện tượng xảy ra ở nơi bản thân của mình. Thì thưa quý vị, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài đã từng đọc thông điệp đó khi mà Ngài đi dạo bốn cửa thành. Ngài đã thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết và một người xuất gia, được gọi là lão bệnh tử tâm. Và khi Ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, Ngài đặt ra một câu hỏi. Và Ngài đặt câu hỏi rằng bản thân của mình chắc chắn là bị sanh già đau chết chi phối. Và cái mà mình đang tầm cầu, và làm vua, duy trì đế nghiệp và thống trị giang sơn này, thì những cái bước đi sắp tới, con đường mà mình đi đó, nó có vượt thoát khỏi cái sự chi phối của già đau chết hay không? Chúng ta đọc điều đó trong Kinh Thánh không? Đó là suy tư của Ngài. Và rõ ràng là câu trả lời của Ngài rất là dứt khoát, không. Cho dù là vua, cho dù là mở mang bờ cõi, cho dù là một chưởng lương đại đế, cho dù là có một cái đế quốc mênh mông đi nữa, thì cũng bị già đau chết chi phối. Chúng ta đọc bao nhiêu là những cái câu chuyện của những vị vua như Trần Thị Hoàng, mong là tìm thuốc trường sinh bất tử, đại đế Alexander the Great là một trong những cái vị đại đế mà làm những cuộc viễn chinh lừng lẫy trong lịch sử của nhân loại, mà bị chết trẻ và thành các tư hãn, vô đế quốc mênh mông rộng vật chất, và đi những ngày tháng cuối cùng. Rất là nhiều câu chuyện mà cho chúng ta thấy rằng ngai vàng đế nghiệp nó không bảo đảm cái gì hết khi mà chúng ta đối diện với già đau chết. Và Đức Bồ Tát, Ngài đã tự hỏi và Ngài cũng tự trả lời rằng tại sao mình bị già đau chết chi phối, lại đi tìm cái già đau chết chi phối. Và cuối cùng, trong một đêm trăng tròn tháng 6, Ngài đã rời bỏ Ca Thị La Vệ, bỏ lại sau lưng tất cả, và hành trình đó dẫn đến cái sự thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác ở dưới cội Bồ Đề. Và 45 năm sau đó, Ngài để cho chúng ta một gia tài lớn về giáo pháp cho đến ngày hôm nay. Thật ra thưa quý vị, cái nhân sinh quan của mỗi người đó, nó đều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta hết. Cái thái độ của chúng ta phản ứng với một sự việc, thí dụ như là có những người sống đặt rất nặng, rất quan trọng về cái vui buồn của mình. Chúng tôi có quen với một Phật tử, và cô Phật tử này cũng là người mà có trí thức, nhưng cũng vì cái chuyện mà giận hờn lời qua tiếng lại những mấy năm trời, chúng tôi gọi là trời gầm không nhả đó, cái chuyện giận buồn cứ ghim vào trong lòng hoài, mà cái chuyện của giận thực ra nó cũng chẳng đáng gì, nó chỉ là cái chuyện mà lời qua tiếng lại gì đó. Nhưng mà rồi mình thấy như vậy là cái giận hờn đó nó làm cho đời sống cằn cỗi mòn mỏi, cái già cái chết đến, nhưng mà hoàn toàn không thể tích, hoàn toàn không thể buông bỏ được, sống để mà giận, và chắc chắn là nếu tiếp tục như vậy thì chết ở trong cái giận dữ. Thành ra mỗi người sống đó, nó ảnh hưởng cái nhân sinh quan của chúng ta. Cái nhân sinh quan sáng sủa đó, thì cuộc đời chúng ta nó đỡ hơn một chút. Nhân sinh quan u ám thì cuộc đời chúng ta u ám hơn một chút. Và khi chúng ta nói đến nhân sinh quan sáng sủa đó, thì đôi khi con người nó lại tạo ra một cái cách gọi là lạc quan tếu. Tức là chúng ta say sưa với âm nhạc, với thi ca, với khoa học, kỹ thuật, với bao nhiêu thứ khác.
Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta rất là rõ là ở trong cuộc sống này bi quan thì cũng không nhầm, mà lạc quan thì cũng không phải. Điểm chính của một người sống sát xuất đó là chúng ta có thể nhận diện được cái gì thật sự xảy ra với đời sống và cái gì thật sự xảy ra. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cái thực tại càng rõ ràng đó, thì cái thực tại đó nó mới thắp sáng được một thứ rất là quan trọng, đó là tuệ giác hay là trí tuệ. Trí tuệ không thể thắp sáng bằng cái sự u mê, trí tuệ không thể thắp sáng bằng những cái ảo giác được. Không ai nói là ảo giác mà thắp sáng trí tuệ hết. Và cái trí tuệ đó, cái sáng suốt đó là cái mà thực sự cứu con người, cứu chúng sinh. Và cái trí tuệ này là trí tuệ của thành tựu, do mình thấy được cái thực tại sanh diệt vô thường của đời sống. Khi mà chúng ta hành thiền tiếng niệm xứ hay thiền quán đó, có những bài học rất là sơ đẳng và đôi khi chúng ta thực sự không hiểu những cái bài học đó nói cái gì, tại sao chúng ta phải học những điều này. Ví dụ như là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, theo dõi cái sanh cái diệt của thân, của tâm. Nhưng mà thưa quý vị, một khi mà chúng ta đã thực sự sống với từng hơi thở, với từng cái sanh diệt của cảm thọ, của từng cái chập tư tưởng và của các pháp, chúng ta thấy cuộc sống thiên biến vạn hóa này nó chỉ là một chuỗi dài sanh diệt tiếp nối lẫn nhau đó. Thì lúc bây giờ cái nhân sinh quan của chúng ta khác. Nhưng chúng ta bây giờ chúng ta cứ lấy một điểm như vậy là trong lòng của chúng ta ngút ngàn những cái phiền não hận thù, hận thù này hận thù người kia. Nhưng mà đôi khi chúng ta không thấy rằng những điều đó sẽ rất là vô nghĩa nếu rồi chúng ta chết đi, nếu rồi cái vô thường đến. Người khác không hiểu biết ở đây ta bị diệt, ai hiểu được điều này, tranh luận tự nhiên tiêu. Ở trong đời sống thì có người thù hận ghen ghét với nhau, ghét cay ghét đắng để làm gì, để rồi tất cả chúng ta bị lùa vào cõi chết. Chứ mà người ta vẫn như vậy, ta không ý thức được cái chết. Thật sự thì già bệnh chết đó, nó là những cái thông điệp rất là mạnh mẽ, những thông điệp muôn thuở vẫn là vậy. Nhưng mà chúng ta không đọc, không cảm được, không hiểu được cái thông điệp đó. Không hiểu được thông điệp đó. Diêm Vương đó, hỏi những tội nhân trong địa ngục những câu hỏi rất là đơn giản. Có thấy hình ảnh của một hài nhi sơ sinh ở giữa phân nước tiểu không? Thấy hình ảnh của người già, người bệnh, người chết hay không? Thật ra trong đời sống chúng ta chứng kiến rất nhiều. Chứng kiến rất nhiều chứ không ít. Chúng tôi sống ở trong cộng đồng người Việt ở tại Houston đó, đã có rất nhiều lần. Thưa quý vị, cái cộng đồng ở đây đó, con người đó, nó có những cái hơn thua chửi bới qua lại thế này thế kia. Nhưng mà rồi có những người mà cũng gọi là lừng lẫy lắm khi mà còn sống, ăn to nói lớn nhưng mà rồi chết nằm trong quan tài đó. Và có những cái chết đó, nó kết thúc rất là vô nghĩa. Chết đó, bỏ quan tài đó, đẩy vào trong lò, đốt 24 giờ sau chỉ còn là một mớ tro thôi. Nhưng mà thật ra những người này đó chưa bao giờ thắp sáng được cái ý thức ở trong đời sống là cái gì là cái giá trị thực sự của đời sống. Chúng ta là những con người, những chúng sanh ở đời và cái thân phận rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp. Chúng ta cào cấu, chúng ta la hét, chúng ta làm trận làm thường dữ dội lắm, rồi cuối cùng là gì? Chỉ là một mớ tro tàn. Thì sự khác biệt giữa một người có học Phật Pháp, có hiểu được lời dạy của Đức Phật và người không hiểu lời dạy của Đức Phật là cái người học Phật Pháp đó, thì đủ cái sự tỉnh táo để có thể nhìn lại thân tâm của mình, đủ sự tỉnh táo để thấy trên thân tâm của mình đó là hiện tượng của vô thường, của sanh diệt, của già, của bệnh, của chết. Đủ sự tỉnh táo để thấy rằng với cái nhân sinh quan đó, với cái nhận thức đó, với sự lãnh hội đó, chúng ta có thể bỏ bớt đi những cái hận thù, tranh đua, hơn thua,
mà với cái hiểu biết Phật pháp đó, thì tất cả những hiện tượng sanh diệt vô thường đó, đó là cái xúc tác để chúng ta thắp sáng cái tuệ giác hay là trí tuệ sáng suốt của mình. Đức Phật ngài có những lời dạy rất là giản dị, thí dụ như thì dạy rằng từ cái thân sanh tử này đó, như một người thợ khéo nhặt hoa, lượm nhặt những đứa hoa dại ở trong rừng kết thành một tràng hoa xinh đẹp, từ cái thân sanh tử này có thể nhiều cái thiện nghiệp được làm. Và chúng ta cũng nhìn thấy bao nhiêu lần, bao nhiêu bài kinh được nhắc đến thì Đức Phật và các vị thánh đệ tử luôn luôn cho chúng ta thấy rằng cái thế giới mà mình sống bằng hiện tượng đó là có sanh thì có diệt, đến và đi. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn lại đó thì quả thật sau bao nhiêu cái vui buồn thương ghét cả cuộc đời đó thì nhìn lại không còn bao nhiêu hết. Dạ. Chăn trâu với gậy lùa trâu, tinh sương buổi sớm lùa trâu ra đồng. Đức Phật thì ví dụ hình ảnh của thần chết giống một đồng, lùa con trâu ra đồng thì thần chết lùa tất cả mọi người đi vào cõi chết. Chúng ta đi qua những di tích, đọc những trang sử và chúng ta có dịp ngồi nhìn lại quãng đời mà mình đã đi qua, ai đã đến, ai đã có mặt, ai đã ra đi thì thưa quý vị, đúng là nếu là một cái thơ mộng như bà Nguyễn Thanh Quang thì gót xưa xe ngựa hồn thuốc thảo, đền cũ lâu đài bóng rực xương, nhưng mà chúng ta không có. Nhiều khi mình đi lại nhìn thấy cái gì rất là rất là nó nhạt nhòa, giống như một bớt khói, một lửa cháy rồi khói bay lên, nó tan biến vậy. Vì vậy bài kinh ngày hôm nay có một điều rất là đặc biệt. Khi mà chúng ta đọc về đạo Phật, đạo Phật không có dạy là Đức Phật là một vị sứ giả của Thượng Đế, và cái thông điệp mà Đức Phật mang đến cho mọi người, không phải là phúc âm hay là tin mừng hay tin lành, mà trái lại Đức Phật là bậc giác ngộ. Và khi ngài kể lại cái thông điệp của trần gian này đó, thì thông điệp đó là những cái hiện thực của đời sống chúng ta không, nó rất rõ rõ lắm, nhưng mà tại vì chúng ta không chịu mở mắt ra, không chịu đọc và không chịu lãnh hội thôi. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng linh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú, sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, cảm ơn quý sư. Sa thú lành thai, con Phong Lan thành kính thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Yang kinci pula kamang kapa pagiri yang memakai nama jamana sadida se sukatang katang kita pasangi no ati ye jasata asangi no katang punya palang mayang sapi pagi pawan tu te ye tang katang suri tang gendang punya
Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng tránh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tham ba lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bồ Tát Tham Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.